Đấu la đại lục 2 tuyệt thế đường môn tập 121 vì khôi phục mà cố gắng đăng ký ủng hộ kênh Kiwi Chuyện nhé. Cảm ơn Vũ, Vũ Hạo. Rốt cục huynh đã tỉnh lại, Vương Đông Nhi không thể kiềm được nội tâm kích động của bản thân, cho dù vô số lần nàng tự nói với mình, ngay khi Vũ Hạo tỉnh lại, mình sẽ không khóc, nhưng lúc này, nàng làm sao có thể kiềm chế được, mạnh mẽ nhào vào lòng góc Vũ Hạo, khóc lớn, nhiều ngày lo lắng cùng đau lòng, vào giờ khắc này tất cả đều biến thành nước mắt rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn vẫn rất mệt mỏi, thương thế quá mức nghiêm trọng, cho dù ngoại thương đã lành lại, nhưng nguyên khí đại thương cộng thêm hồn lực trong cơ thể đang đấu đá cùng hàn băng nguyên lực, lại thêm nóng bỏng dương tuyền quấy rối, đều có ảnh hưởng lớn đối với hắn. Vương Đông Nhi khóc gần một giờ đồng hồ, nước mắt thấm ướt cả người của Hoắc Vũ Hạo, rồi mới miễn cưỡng ngừng khóc. Khi nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo, phát hiện hắn đã nhắm hai mắt lại, nhất thời có chút luống cuống, vội vàng lau nước mắt của mình, nhẹ giọng kêu gọi: vũ hạo vũ hạo huynh huynh vẫn ổn chứ khoác vũ hạo có chút khó khăn mở hai mắt ra miễn cưỡng mỉm cười nhìn nàng huynh không sao muội nói phải giữ lời nha trải qua mấy phút đồng hồ nghỉ ngơi tinh thần của hắn cũng đã khôi phục một chút vương đông nhi lặng đi một chút nói giữ lời điều gì khoác vũ hạo mỉm cười nói muội đã nói chỉ cần huynh tỉnh lại cái gì muội cũng nguyện ý còn nói sẽ ngủ cùng huynh sau này vẫn như vậy nói phải giữ lời vương đông nhi nín khóc mỉm cười nói huynh lại như vậy rồi chỉ nhớ mấy thứ này thôi sao quác vũ hạo miễn cưỡng cười nói đây là hạnh phúc của huynh huynh ngủ thêm một chút nha nói xong hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại vương đông nhi vội vàng nằm xuống ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng vốt ven ngực của hắn dùng hồn lực quang thuộc tính của mình hấp thu nước mắt ướt át trước ngực hắn khi hoác vũ hạo mở hai mắt ra lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau tinh thần của hắn cũng tốt hơn rất nhiều vương đông nhi vẫn phục dịch hắn giống như trước trong lúc nàng lau người cho hắn sự ngượng ngùng chưa từng xuất hiện mấy ngày nay lại lần nữa hiện ra, dù sao, khi người ta tỉnh tao, cùng với khi người ta ngủ, khẳng định là không giống nhau. Cúi đầu, Vương Đông Nhi không dám nhìn Hoắc Vũ Hạo, chỉ nhẹ nhàng lau chùi thân thể của hắn, nước đủ ấm chứ? Vương Đông Nhi nhẹ nhàng hỏi, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, rất tốt, à, Đông Nhi, ừm, mỗi thích cái mông của huynh sao? Đã lau sáu lần rồi đấy. À, Vương Đông Nhi đỏ cả mặt, vội vàng thu hồi khăn mặt, đắp chăn cho hắn. Đông Nhi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo nhịn không được lại bảo nàng một tiếng, ưm. Ừ. Phương Đông Nhi cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng càng nồng đậm hơn vài phần. Hoắc Vũ Hạo nói, huynh nghĩ nên uống thức đi, hơi đói rồi. Ừm. Vương Đông Nhi vội vàng cầm dược bình, lấy một viên đan dược đưa vào trong miệng mình. Nhưng mà trong lúc nàng ngẩng đầu theo bản năng, tiến đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nhìn thấy có hai tròng mắt nóng như lửa. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ấm áp. Khi hắn nhìn thấy Đông Nhi giống như một người hầu, dọn dẹp phòng ốc, hầu hạ bản thân, cái loại cảm giác này làm nội tâm của hắn tràn ngập cảm động đây chính là cuộc sống hoàn mỹ nhất trong lòng của hắn có một gia đình có một thê tử của chính mình sau này lại có mấy đứa nhỏ đáng yêu thê tử chỉ cần một là đủ rồi tuyệt đối không nên giống như công tước bạch hồ đa tính như vậy nếu như không phải tính đa tình của hắn một thân đâu cần đau khổ nhiều như vậy nếu không đút cho huynh mùi sẽ ăn mất đó hoác vũ hạo cười nhìn vương đông nhi vương đông nhi nhắm hai mắt lại đỏ mặt cười tiến tới nhẹ nhàng đem lưỡi của mình đưa vào trong miệng của Hoắc Vũ Hạo, mấm thúc cho hắn, nhưng đầu lưỡi của nàng có chút nhạy cảm, khi đụng tới đầu lưỡi của Hoắc Vũ Hạo, rõ ràng có chút muốn trốn tránh. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng khẽ hút một cái, dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của Vương Đông Nhi, hai mắt vốn đang nhắm lại của Vương Đông Nhi nhất thời chừng lớn. Ô ô, Hoắc Vũ Hạo vẫn hút chặt không tha, nhẹ nhàng mút lấy, Vương Đông Nhi vội vàng nhắm hai mắt lại, nàng không dám dãy giụa, sợ làm hắn đau, cái hôn này vẫn hôn cho đến khi hai người hô hấp trở nên dồn dập mới dừng lại thì vương đông nhi ngồi thẳng lên hơi thở hổn hển hơi cáu chừng mắt nhìn hoác vũ hạo huynh hơi lắm đầu lưỡi huynh có thể động vậy cũng có thể nuốt được lần sau tự ăn đi hoác vũ hạo cười hắc hắc nói không phải nha muội đã đáp ứng vẫn đút cho huynh ăn mà không thể nói mà không giữ lời nha vương đông nhi hờ một tiếng muội lau người cho huynh sau khi vất và giúp hoác vũ hạo rửa sạch thân thể và thay quần áo vương đông nhi lại bắt đầu giúp hắn xoa bóp vừa xoa bóp Vương Đông Nhi vừa hỏi Vũ Hạo, rốt cuộc từ đâu Huynh biết trên người của muội có nội thương? Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, Thu Nhi thật sự là lắm chuyện mà, nàng không nên nói cho muội mới đúng. Đông Nhi, để thương thế của Huynh tốt hơn một chút, sẽ theo muội trở về Hạo Thiên Tông. Phương pháp sử dụng tương tư đoạn Trường Thảo kia không biết có quan hệ đến thương thế của muội hay không, hãy để cho Ngưu Thiên thúc thúc cùng Thái Thản thúc thúc kiểm tra sẽ tốt hơn. Vương Đông Nhi nghi hoặc nhìn Hoắc Vũ Hạo, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng là ai nói cho Huynh biết ta có nội thương? hoắc phú hạo lắc đầu mỉm cười nói mội đừng hỏi nữa dù sao tương tư đoạn trường thảo huynh cũng đã hái trở về hết thảy không phải đều rất tốt sao rất tốt sao một tầng hơi nước nháy mắt tràn ngập trong hai tròng mắt của vương đông nhi nhìn thấy hắn nằm ở nơi đó không nhúc nhích được nước mắt lại chảy xuống hoắc Vũ hạo nhất thời luống cuống đông nhi đừng khóc mỗi yên tâm huynh nhất định sẽ khá hơn vì mỗi huynh cũng phải khỏe mạnh lên mà kỳ thật lần này thương thế của huynh cũng không nghiêm trọng lắm chỉ là chỉ là mới vừa tỉnh lại đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên lời nói dối còn cần phải tổ chức lại cách hành văn. Vương Đông Nhi khẽ cắn môi dưới, đừng nói nữa, muội cũng biết cả rồi. Vương Thu Nhi đã nói cho muội biết, kỳ thật, nếu huynh không nói, muội cũng mơ hồ có thể đoán được, có phải là cái túi gấm kia, đúng không? Hoắc Vũ Hạo không có hé răng, đôi môi đỏ mọng của Vương Đông Nhi nhấp nhẹ, đôi tay nhỏ bé chậm rãi nắm chặt, đại tía, nhị tía, các người. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, chặn lại nói, Đông Nhi, muội đừng nghĩ lung tung hai vị thúc thúc cũng là muốn tốt cho muội tương tư đoạn trường thảo không phải ai cũng có thể hái xuống được chỉ có huynh mới được huynh đi hái cũng là việc nên làm chỉ cần muội không sao mà thôi ừm phương đông nhi trầm tĩnh lại không nói gì nữa mỉm cười nói bọn họ là đại tía nhị tía của muội muội sao dám trách bọn họ được rồi huynh vừa mới tỉnh lại nói chuyện ít thôi nghỉ ngơi trước đi muội còn chưa đưa tin tức tốt là huynh đã tỉnh lại nói cho mọi người biết hoặc vũ hạo nói ừm vậy trước tiên muội hãy đi nói cho đại sư huynh bọn họ biết đi bọn họ vội vàng tu luyện đừng để bọn họ tới thăm huynh huynh vừa tỉnh lại cái gì cũng không làm được chờ huynh khôi phục một ít rồi nói sau được muội cũng có ý như vậy trước tiên đừng cho người khác quấy giày huynh tĩnh dưỡng là tốt nhất huynh nằm nghỉ trước đi muội đi giặt y phục của huynh ừm vất vả cho muội rồi đông nhi vương đông nhi nhẹ nhàng lắc đầu đây là chuyện mà muội phải làm huynh nhắm mắt ngưng thần nghỉ ngơi một chút đi vừa nói nàng bưng chậu quần áo của hoác vũ hạo lên đi ra ngoài hướng về phòng tắm đứng trước cửa phòng rửa tay vương đông nhi cũng không thể khống chế tâm tình của mình được nữa hai nắm tay nắm chặt mặt cười bởi vì tức giận cùng thống khổ mà hơi có chút đỏ lên đại tía nhị tía các người tại sao các người phải đối xử với vũ hạo như vậy hay là ban đầu ở hạo thiên tông khảo nghiệm của hắn còn chưa đủ sao vương đông nhi cực kỳ thông minh hoác vũ hạo không có nhiều lời nhưng nàng cũng có thể đoán được vài phần cho dù như túi gấm đã nói bất quản trên người mình có hay không có nội thương xem như thật sự chính hoắc vũ hạo mới có thể hái được tương tư đoạn trường thảo đi nhưng với tu vi của đại tía và nhị tía vì cái gì không đi cùng với huynh ấy nghe xong vương thu nhi thuật lại nàng đã hoàn toàn biết trong lạc nhật xâm lâm có bao nhiêu nguy hiểm trước khi nhìn thấy được tương tư đoạn trường hồng hoắc vũ hạo cũng đã gặp nạn nhiều lần hoắc vũ hạo tuyệt đối không ngốc vương đông nhi biết có lẽ khi đi hái tương tư đoạn trường thảo tỉnh táo suy nghĩ cũng đã đoán được đại tía nhị tỷ kêu hắn đi tìm tương tư đoạn trường thảo cũng mang theo một phần khảo nghiệm nữa nhưng mà phần khảo nghiệm này cũng thật sự là quá gian nan nếu như nếu như vũ hạo không thể sống sót trở về ta sẽ làm sao đây thở sâu phương đông nhi nhìn mặt mình trong gương lẩm bẩm nói từ nay về sau ta sẽ không còn là thiếu tông chủ của hạo thiên tông nữa ta chỉ là thi tử của hoác vũ hạo vũ hạo vì ta trả giá hết thầy ta phải dùng một đời để trả lại nói xong câu đó sắc mặt của nàng dần dần bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt có chút lạnh lẽo đại tía nhị tía chờ ta trở về mới cùng các người tính sổ các người nên cầu nguyện cho vũ hạo có thể hoàn toàn khôi phục lại đi xa xa có hai người đang uống rượu chợt linh hồn dường như là đồng thời dùng mình một cái làm đổ luôn cả rượu lúc này hoắc vũ hạo rất bình tĩnh cho dù trạng thái thân thể rất kém nhưng hiện tại hắn thật sự rất vui rất bình tĩnh có thể sống sót trở về có thể gặp lại đông nhi có thể đem tương tư đoạn trường thảo cho nàng hắn đã thập phần thỏa mãn ít nhất hắn còn sống ta nhất định sẽ khá hơn Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, trong đầu lặng lẽ hiện ra một thân ảnh, một thân ảnh mang theo lệ quang buồn bà, Thu Nhi, nàng, rốt cục làm cách nào cứu sống ta, khi đó, ta rõ ràng cảm giác được, bản thân đã chết, nghi vấn trong lòng, cùng cái thân ảnh tuyệt sắc kia, khiến hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, thở dài một tiếng, Hoắc Vũ Hạo biết, bản thân mình lại thiếu vương Thu Nhi thêm một phần, nếu như không có nàng, hắn không thể nào còn sống trở về, chỉ là không biết, rốt cục nàng dùng phương pháp gì cứu mình, ân cứu mạng mà lại không phải chỉ một lần. Thu Nhi, phần nhân tình này của ngươi, ta làm sao trả được đây? Chậm rãi thở sâu, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được trong ngực và bụng truyền đến một trận đau nhức, vì không muốn Vương Đông Nhi lo lắng, hắn cố nén không có rên thành tiếng, thả lỏng thân thể, đau đớn dần dần giảm bớt. Hoắc Vũ Hạo ngưng thần kiểm tra tình huống thân thể của mình, Khi hắn cảm nhận được trạng thái thân thể của chính mình, cả người cũng có chút sợ ngây người, thậm chí không khỏi cười khổ tự hỏi bản thân, đây là cơ thể của ta sao? Tình huống trong cơ thể, quả thực không thể dùng từ hoại để hình dung, dùng từ loạn thì đúng hơn. Kinh mạch trong cơ thể vô cùng hỗn loạn, giống như là một tấm vải lông cừu bị bung ra sau đó được ghép lại, căn bản không thấy được điểm đầu và cuối, một ngụm dương tuyển nóng bỏng, hắn không có dùng hồn lực đi chống cự, ít hầu, khí quản, thậm chí là nội tạng, tất cả đều phỏng nặng, mà dưới sự trợ giúp của một luồng lực lượng vô danh, những nội tạng phòng nặng đó đang miễn cưỡng chữa trị, nhưng mà bởi vì lúc chữa trị không có hắn tự thân hướng dẫn, dẫn đến kinh mạch lộn xộn cả lên, lục phủ ngũ tạng nhanh chóng dính liền một chỗ kinh mạch cực kỳ hỗn loạn ở bên trong những kinh mạch này đều ẩn chứa bất đồng năng lượng có hồn lực của bản thân hắn có hỏa độc của dương tuyền còn có tuyết đế lồng và thiên địa nguyên lực một chữ loạn cũng khó hình dung nếu xem xét từ bên ngoài hắn giống như không có chuyện gì cả nhưng mà tình huống trong cơ thể của hắn có thể nói là vừa đủ duy trì để không chết mà thôi đây là do cổ lực lượng thần kỳ kia đã che chắn cho những nội tạng quan trọng nhất ở trong cơ thể hắn mới khiến mấy cái năng lượng bên kia lồng vào nhau mà không sinh ra xung đột. Nếu không, cho dù có 10 người như hắn cũng đã sớm bị bạo thể mà chết, điều này cũng quá tệ rồi. Cho dù tâm tính của Hoác Vũ Hạo không tệ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ, cũng bởi vì tình huống trong cơ thể hắn quá loạn, trang lão mới không có xuống tay trị liệu cho hắn, tình huống hiện tại của hắn, mặc dù hỗn loạn. Nhưng trong cơ thể các loại năng lượng cùng cổ năng lượng thần kỳ đang thủ hộ lấy cơ thể của hắn, lại được sinh linh kim thêm và sinh mệnh khí tức cường đại, hình thành một cái vi diệu cân bằng, lúc này mới đảm bảo hắn còn sống, có một thứ gọi là rút dây động rừng, mạo mụ trị liệu, nếu có gì bất chắc, hắn sẽ toi đời, trang lão đã nói với huyền lão, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không, hoắc vũ hạo chỉ sợ sẽ là phế nhân, xem như có thể sống, cũng rất khó đứng lên lại được, chỉ có thể vẫn duy trì vi diệu cân bằng này, cho đến khi cổ thần kỳ lực lượng kia biến mất, tính mạng của hắn cũng đã đi đến điểm cuối, đối với chuyện này, trước mắt cũng chỉ có trang lão cùng huyền lão hai người mới biết được cho dù là những người khác của sử lai like khắc thất quái huyền lão cũng chưa nhẫn tâm nói cho bọn họ biết huống chi huyền lão cũng không tin hoắc vũ hạo cứ như vậy mà ngã xuống tiểu tử này luôn luôn sáng lập kỳ tích mà nên làm cái gì bây giờ hoắc vũ hạo ngắn ngủi cười khổ cũng không biết làm sao bắt đầu nghĩ biện pháp y như huyền lão nghĩ hắn trước giờ chưa từng là loại người tình nguyện bị vận mệnh chinh phục phần cân bằng kia trong cơ thể hoắc vũ hạo cũng cảm giác được kỳ thật mức độ hỗn loạn trong thân thể của hắn còn lợi hại hơn so với những gì trang lão đề cập đừng quên trong thân thể của hắn còn có lực lượng của băng đế tuyết đế cùng thiên mộng băng tầm nhất là mấy cực hạn băng thiên địa nguyên lực áp xúc trong hồn cốt dù được tiểu tuyết nữ hấp thu một phần nhưng nếu như thứ đó bạo phát đi ra hắn cũng xong đời hoặc vũ họng ngắn ngủi suy tư sau đó dần dần bình tĩnh suy nghĩ đầu tiên hắn tự nói với mình đúng là không thể gấp vô luận như thế nào cũng không thể nóng lòng cầu thành đừng thấy khi hắn hái tương tư đoạn trường thảo cho vương đông nhi bất chấp tất cả như vậy nhưng có ai lại không quý trọng sinh mạng của mình chứ nhất là chỉ có sống sót hắn mới có thể mang hạnh phúc cho đồng nhi tâm tính vững vàng lại cũng làm cho hoắc vũ hạo càng thêm tĩnh táo hắn tiếp tục cẩn thận kiểm tra thân thể của chính mình một lần nữa rất nhanh hắn liền phát hiện hy vọng đúng vậy giờ này khắc này ở trong thân thể của hắn tất cả đều hỗn loạn cho dù là kinh mạch trong hai tay của hắn cũng đang dối như tơ vò một cái ngón tay cũng không nhúc nhích được nhưng mà đừng quên ở trên người hắn trung quy còn có một địa phương hoàn hảo đó chính là đầu óc của hắn nói cách khác dưới tình huống thân thể cực kỳ kém như thế này, tinh thần hải của hắn lại được bảo tồn tương đối đầy đủ. Đừng quên, sau khi dùng vọng xuyên thu thủy lộ, tinh thần lực của hắn hoàn thành xong chất biến, linh mâu thậm chí có khuynh hướng tiến hóa lần thứ hai, những thứ này đều thành tựu khó lường. Nói cách khác, tu vi của Hoắc Vũ Hạo mặc dù mất đi, thậm chí hiện tại không dám thúc giục hồn lực của mình, nhưng mà, linh mâu cũng vẫn là linh mâu, tinh thần hải cũng không có nửa phần dao động, thậm chí so với trước kia càng cường đại hơn rất nhiều cảnh giới hữu hình vô chất cũng đã hoàn toàn được củng cố bởi cái ý niệm yêu đối với phương đông nhi khiến cho tinh thần lực của hắn tăng lên một bậc thậm chí có được sáng tạo độc đáo của chính mình phương pháp dung hợp tinh thần lực cùng hồn lực quang minh nữ thần đây chính là ưu thế trước mắt của hắn sau khi hắn tỉnh lại tinh thần lực từng bước từng bước được khôi phục lại cũng đang kéo dài khôi phục sức sống có được tinh thần lực duy trì đầu tiên hắn có thể thông qua tinh thần tham chắc cùng từ cực ma đồng giới từ cảnh giới cảm thụ mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ trên cơ thể có cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn, hắn có thể bắt đầu tiến hành thử trị liệu bản thân. Tinh thần lực cũng là một loại năng lượng, nên lấy tinh thần lực đi bảo vệ kinh mạch của mình cũng không phải là không thể. Sau khi nghĩ thông, Hoắc Vũ Hạo ngược lại không nóng này, sốt ruột cũng vô dụng, hắn hiện tại sẽ đợi tinh thần lực của mình khôi phục tới đỉnh mới bắt đầu động thủ. Đồng thời, sau khi hắn tỉnh lại, cơ năng của thân thể cũng từng bước sống lại, cứ như vậy, uy lực của sinh linh kim cũng dần dần hiển hiện ra, sinh mệnh lực khổng lồ bảo đảm cho hắn tràn đầy sinh mệnh khí tức, cho dù cái tiếp khôi phục như thế nào, cũng đều dễ dàng hơn nhiều. Sau khi bố bố bọn họ biết được Hoắc Vũ Hạo đã tỉnh lại, cũng đến thăm hắn, Huyền lão cũng tới, bất quá, Huyền lão lập tức hạ lệnh những người ở đây không nên quấy dày Hoắc Vũ Hạo, sau lần thăm hỏi này, mỗi vòng mới có thể lại đến thăm hắn một lần, hoàn toàn do Phương Đông Nhi tiến hành chiều cố. Hoắc Vũ Hạo im lặng nắm ba ngày, trong ba ngày này, hắn cũng không có làm gì, chỉ là để Đông Nhi hầu hạ, im lặng hưởng thụ, đúng vậy, chính là hưởng thụ, tuy rằng thân thể không thể động, tình huống trong cơ thể cũng không tốt nhưng mỗi ngày nhìn thấy đông nhi phục dịch bản thân mình trong lòng hắn thấy rất ấm áp nhất là tới lúc buổi tối đông nhi đỏ mặt chui vào trong chăn nằm bên cạnh hắn hoác vũ hạo cảm thấy tim của mình như tan chảy càng làm hắn kinh ngạc chính là cùng đông nhi cùng một chỗ và ngủ một giấc tinh thần lực của hắn tự nhiên gia tăng với tốc độ kinh khủng có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu đương nhiên không cần hỏi cũng biết cùng cái dung hợp hồn kỹ quang minh nữ thần có liên quan hoác vũ hạo chưa nói cho vương đông nhi biết chỉ nói là bản thân cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, rồi sẽ khỏe thôi. Vương Đông Nhi cũng không hỏi nhiều, càng không an ủi hoác vũ hạo, chỉ là không than không oán đi chiếu cô hắn, nàng cũng không gây áp lực cho hắn chút nào cả. Đối với nàng, cho dù hoác vũ hạo sau này thế nào, có thể hồi phục hay không, nàng cũng vĩnh viễn không giờ xa hắn, sẽ chiếu cô hắn thật tốt, ba ngày sau, sáng sớm, mở hai trong mắt ra, trong chỗ sâu nhất trong đôi mắt của hoác vũ hạo, từ quang chấp lên, hết thảy chung quanh đều rõ ràng, ý niệm khẽ nhúc nhích, toàn bộ hải thần đảo đều nằm trong phạm vi của tinh thần tham chắc, xem ra, quả nhiên không phải tất cả đều không tốt. Cảm nhận được hoắc vũ hạo có chút biến hóa, vương đồng nhi lập tức từ trong ngủ mơ tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy, khẩn trương nói, vũ hạo, huynh không sao chứ, hoắc vũ hạo mỉm cười nhìn nàng, nói, muội thấy huynh giống như có chuyện gì sao, đồng nhi, muội nhắm mắt lại, ừm, vương đồng nhi nghi hoặc nhìn hắn, khi hắn nghiêm túc nhìn nàng, lúc này mới nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài khoát lên trên mí mắt, nhìn qua rất là mê người. Sau đó một khắc, Vương Đông Nhi nhìn thấy, nàng rung động phát hiện, bản thân thấy được toàn bộ hải thần đảo. Đó là một hướng nhìn hoàn toàn lập thể, thậm chí còn có màu sắc, giống như là có một đôi mắt ở trên không trung quan sát toàn bộ hải thần đảo. Không, không chỉ là quan sát, cho dù là chỗ nhỏ nhất trên hải thần đảo cũng có thể thấy được rõ ràng. Chỉ có hải thần các kế bên, phẳng phất có một tầng kim quang sáng bóng thủ hộ lấy, không cách nào nhìn rõ mà thôi. Đó là do uy lực của Hoàng Kim Thụ, đây, đây là tinh thần tham chắc cộng hưởng tinh thần tham chắc cộng hưởng của vũ hạo vương đông nhi mạnh mẽ mở hai mắt ra chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn hoác vũ hạo run giọng nói vũ hạo vũ hạo huynh hoác vũ hạo cũng nhìn nàng huynh nói rồi không có chuyện gì mà trượng phúc của nàng giống như tiểu cường đánh hoài không chết được đây chính là thành quả trong ba ngày qua của huynh về sau hết thầy cũng sẽ tốt hơn à dường như huynh còn có thể như vậy vương đông nhi nhìn thấy hai trong mắt của hoác vũ hạo đột nhiên biến thành ánh sáng tím cái này nếu đối với người khác sẽ cảm thấy có chút kinh người nhưng nàng thì không trong lòng nàng lúc này chỉ có hưng phấn và hy vọng nàng rốt cục thấy được hy vọng khôi phục của hắn quyền lão đang ở trong gian phòng của mình ôm hồ lô uống rượu từ sau khi trở thành hải thần các các chủ lão không thể nhét nhác như trước nữa dù sao lão đại biểu cho học viện sử lại khắc cao gia nhất tầng nhưng kỳ thật lão chỉ thích cuộc sống ôm hồ lô rượu nắm chân gà nhưng không thể chỉ có thể ở trong gian phòng của mình mới có thể mà thôi bất quá mấy ngày nay cho dù uống rượu ngon cũng không cách nào làm tâm tình của lão tốt lên được, Hoắc Vũ Hạo ơi là Hoắc Vũ Hạo, làm sao ngươi có thể biến thành như vậy, ngươi nói ta mai này làm sao ở dưới cửu tuyền đối mặt cùng mục lão, đứa nhỏ này, thật sự là, Huyền lão cũng nói không được bất mãn đối với Hoắc Vũ Hạo, vì cứu người yêu của mình, là sai sao, đổi lại là lão, có thể có dũng khí như hắn hay không cũng rất khó nói. Đúng lúc này, hai con mắt mờ ảo của Huyền lão đột nhiên ngưng tụ, bên trong cả gian phòng giống như được thắp sáng lên, người nào, Huyền lão trầm giọng quát: một cổ uy thế cường đại trong nháy mắt từ trên người lão phát ra, huyền lão, là ta, âm thanh trong trẻo vang lên. Huyền lão lập tức cảm giác được một luồng nhu hòa tinh thần dao động xuất hiện tại bên trong phòng của mình, không có bất kỳ nguy hiểm gì nhích lại gần mình, ngừng lại ngay tại vị trí cửa. Ngay sau đó, một tầng nhàn nhạt, nhạt tử ý ở chỗ này lan tràn ra, hóa thành một khuôn mặt tươi cười có chút hư ảo. Nhìn mình, hả? Đây là, huyền lão khiếp sợ nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt. Vũ hạo, ngươi, ngươi làm như thế nào được như vậy? Đúng vậy, khuôn mặt tươi cười hư ảo kia còn không phải là hoác vũ hạo sao hoác vũ hạo mỉm cười nói mặc dù tình trạng cơ thể của ta hơi kém một chút nhưng lần này khi vì đông nhi hái tương tư đoạn trường thảo chính ta cũng phục dụng một gốc tiên thảo làm tinh thần lực của ta tăng lên theo diện rộng tựa hồ linh mâu của ta có dấu hiệu tiến hóa lần thứ hai đây cũng là tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới hữu hình vô chất cho nên mới có thể ở cự ly xa cùng ngài trao đổi đây là bộ dáng do tinh thần lực của ta huyễn hóa ra ta vận dụng còn chưa thành thạo lắm còn cần thời gian thích ứng mới được huyền lão há hốc mồm nhìn hắn nói thân thể ngươi đã như vậy tinh thần lực còn có thể làm được như vậy ư hoác vũ hạo cười ha hả nói cho nên ngài yên tâm ta nhất định sẽ khôi phục như cũ huyền lão một tay đem hồ lô rượu quăng qua một bên ta sẽ qua đó vừa nói ông ta bay ra cửa cơ hồ chỉ là vài lần nháy mắt thời gian đã đi tới phòng của hoác vũ hạo nhìn vẻ mặt khiếp sợ của huyền lão ở trước mặt mình hoác vũ hạo cười rất vui thử nghiệm thành công làm hắn hiểu được tinh thần lực của mình thật sự đã tiến vào bên trong một cảnh giới khác cũng không còn là cái loại thuần túy tinh thần hình thái nữa cho dù vẫn còn là hữu hình vô chất cũng không thể giống như hồn lực sinh ra hiệu quả công kích vật lý nhưng cũng có thể làm rất nhiều chuyện trước kia không thể làm thí dụ như đồng dạng là tinh thần tham chắc hắn có thể giống như ban nãy hiện hình đi ra cùng huyền lão giao tiếp đồng thời hiện tại phạm vi tinh thần tham chắc cũng đã là cực kỳ khủng bố hải thần đảo mặc dù lớn đến không tính được như đường kính cũng vượt qua một km có thể đem hoàn toàn bao trùm thậm chí cả hải thân hồ cũng có thể bao trùm một phần diện tích thông qua tinh thần tham chắc cộng hưởng hắn trước đây chỉ có thể trực tiếp chỉ huy người khác còn bây giờ có thể kết nối vào tinh thần lực của người khác cùng đối phương tiến hành ý niệm trao đổi như vậy không thể chuẩn xác hơn hoàn thành chức trách của khống chế hệ chiến hồn sư đồng thời cũng có thể nghe ý kiến của người khác thân thể không thể động nhưng hắn hiện tại muốn cùng bất cứ người nào trên hải thần đảo nói chuyện đều dễ dàng làm được dưới tình huống thân thể kém như vậy không thể nghi ngờ là một cái tin tức rất tốt sau khi tinh thần lực toàn diện khôi phục, Hoắc Vũ Hạo đối với tình trạng thân thể của mình nắm giữ càng thêm rõ ràng, hắn hiện tại một chút cũng không lo lắng mình không thể khôi phục lại, nếu mình còn sống, vậy thì có còn sống đạo lý, tinh thần lực cường thịnh đến trình độ như vậy, đối ngoại không thể hình thành vật lý công kích, nhưng đối nội có thể kết hợp cùng hồn lực của mình, sinh ra uy lực cực kỳ khủng bố, đó chính là đào phẫu thuật tinh tế nhất, Hoắc Vũ Hạo sớm hiểu được, chỉ có bản thân tụ trị liệu mới có thể làm cho mình triệt để khôi phục tinh thần lực của ngươi, Vũ Hạo, Huyền lão nhìn hắn, trong ánh mắt khiếp sợ khó có thể hình dung, thân là 98 cấp siêu cấp đấu la, chỉ cách một cấp sẽ trở thành cực hạn đấu la, những gì mà Hoắc Vũ Hạo vừa rồi làm được, Huyền lão cũng có thể làm được, mặc dù không phải tinh thần hệ hồn sư, nhưng đem tinh thần lực của mình ngưng tụ thành hình cũng không phải là không thể, nhưng lão tuyệt đối không thể làm cho tinh thần lực ngưng tụ thành hình rời khỏi tầm mắt của mình, nói vậy, tương đương với việc không cách nào khống chế, nếu sao tổng sản lượng tinh thần lực Hoắc Vũ Hạo còn lâu mới có thể sánh được với Huyền lão, nhưng nếu so chất lượng tinh thần lực cùng lực khống chế, Huyền lão hoảng sợ phát hiện, tên tiểu tử, tử này đã vượt qua mình. Mặc dù lão còn chưa rõ nếu Hoắc Vũ Hạo có thể đem phần tinh thần lực này hóa thành công kích sẽ cường đại như thế nào, nhưng từ tình huống trước mắt xem xét, tựa hồ hắn cũng không phải với nhân, mà tại phương diện tinh thần lực còn tăng lên. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói: "Hữu hình vô chất, căn bản vững chắc rồi." Huyền lão lập tức hỏi tới: "Vậy mấy cái hồn kỹ của linh mâu của ngươi, đều tăng phúc lên sao khoác vũ hạo quạt gật đầu huyền lão lẩm bẩm giác tỉnh eo ẩn thứ hai quả nhiên là bản thể vũ hồn giác tỉnh lần thứ hai tinh thần lực của ngươi tương lai rất có thể trở thành người đứng đầu đại lục tại bản thể tông cũng có người có thuộc tính tinh thần giác tỉnh lần thứ hai nhưng ta hoàn toàn có thể khẳng định với tu vi của người này tuyệt đối không có tinh thần lực mạnh hơn ngươi chuyện này thật sự là quá tốt vậy thương thế của ngươi bây giờ như thế nào rồi Hoắc vũ hạo nói thương thế vẫn rất phiền toái bất quá ta có tin tưởng vì học viện vì đường môn, cũng vì chính mình và Đông Nhi, ta nhất định sẽ toàn lực khôi phục. Huyền lão gật gật đầu, trầm giọng nói, nhất định không được quá gấp. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói, sẽ không đâu, ngài yên tâm, có Đông Nhi cùng ta, ta một chút cũng không nóng này. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng cầm tay hắn, mỉm cười, nàng nguyện ý chiếu cô hắn, cho dù là suốt cuộc đời, lòng của hai người sau khi trải qua chuyện lần này đều đã có biến hóa rất lớn, mức độ hiểu biết về tình yêu đã hoàn toàn vượt trước tuổi. Huyền lão nói, như vậy đi, trước tiên ngươi hãy thông qua tinh thần lực lập một cái kế hoạch trị liệu cho mình, sau đó ta cùng trang lão hỗ trợ cho ngươi, ở thời điểm ngươi tự mình trị liệu, hai người chúng ta nhất định phải ở đây, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ít nhất chúng ta có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi, như vậy khi ngươi tự mình trị liệu, cũng mạnh dạn đi làm, tốt, hoặc vũ hậu cũng không khách khi với huyền lão, có hai vị siêu cấp đấu la hộ pháp cho mình, dĩ nhiên là an toàn hơn nhiều lắm, tình huống thân thể của hắn đúng là rất phức tạp, huyền lão nghĩ một chút, nói, còn nữa chuyện bản thể vũ hồn của ngươi giác tỉnh lần thứ hai cũng đừng nói cho bất kỳ ai kể cả những người trong sử lai khắc thất quái tạm thời không cần nói cho họ biết hoác vũ hạo nói không cần thần bí như vậy chứ huyền lão bĩu môi nói cái này gọi là vũ khí bí mật còn nữa đợi thân thể ngươi khỏe hơn học viện sẽ nói chuyện xử phạt với ngươi hoác vũ hạo lặng đi một chút vẻ mặt đau khổ nói còn có xử phạt sao huyền lão cả giận nói nói nhảm nếu ai cũng giống như ngươi vô kỷ luật như vậy tự đi mạo hiểm sau này học viện làm sao quản lý hiện tại ta nói cho ngươi biết, ngươi đã bị khai trừ ra khỏi Hải Thần Các, chờ sau này ngươi lập công chuộc tội, mới tính chuyện khôi phục thân phận thành viên Hải Thần Các của ngươi, còn nữa, tương lai thành quả đạt được khi ngươi nghiên cứu hồn linh, phần thưởng cho ngươi cũng sẽ bị hủy bỏ, ngươi muốn chết ở bên ngoài, ngươi có hổ thẹn với sự bồi dưỡng của Mục lão không? Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, thật sự là tức chết lão phu, Huyền lão thật sự rất tức giận, hắn có thể không giận sao? Hoắc Vũ Hạo là ai? là người mà mục lão quyết định sẽ là người thừa kế hải thần các các chủ tiểu từ này lại trải qua sự bồi dưỡng của kế hoạch cực hạn đan binh, nhưng mà ngay khi phương diện tình cảm phát sinh vấn đề, hắn đã đem những trách nhiệm này tất cả quên sạch, tự nhiên mạo hiểm tính mạng đi lạc nhật xâm lâm, còn không thông báo cho học viện, còn sống trở về đã là may mắn lắm rồi. Nếu như Hoắc Vũ Hạo chết ở bên ngoài, ảnh hưởng đối với tương lai của Sử Lai Khắc học viện có thể nói là khó có thể đánh giá, chính là đả kích nặng nề nhất, giống như là mất đi tương lai, hy vọng cùng phương hướng vậy. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt hổ thẹn không dám nói tiếng nào, bản thân lúc ấy đúng là đầu óc quá nóng, rất nhiều chuyện đều suy tính không rõ ràng. Huyền lão, ngài đừng nóng giận, ta sai rồi, ta xin chịu phạt, học viện xử phạt ta như thế nào cũng được, chỉ cần đừng đem ta khai trừ ra ngoài là tốt rồi. Huyền lão hờ một tiếng, khai trừ, ngươi nghĩ dễ quá nhỉ, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, trị liệu sách lược, sau khi hoàn thành, lập tức cho ta biết, ta cùng trang lão hỗ trợ cho ngươi, vâng. khoác Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, Huyền lão nộ khí trùng trùng xoay người mà đi, thẳng đến ra cửa, vị hải thần các các chủ này trên mặt mới lộ ra một nét tươi cười, nụ cười còn có chút quỷ dị, trong miệng lẩm bẩm, bản thể vũ hồn giác tình lần thứ hai, hơn nữa còn là cực hạn vũ hồn và song sinh vũ hồn, trên đại lục từng có người như vậy sao, hình như là không có, kỷ lục của kỷ lục, rất tốt, tên tiểu vương bắt đàn này, thật sự là tự chết ta, hừ hừ, nhìn huyền lão phẩy tay áo bỏ đi, trong đôi mắt đẹp của vương đông nhi tràn đầy ấy náy, đều là bởi vì muội vũ hạo, hoác vũ hạo cười nói, như thế nào tại muội chứ, là do ta không chu toàn mới đúng kỳ thật ta rất thích cuộc sống bây giờ cái gì cũng không cần quản không cần làm cũng không cần tu luyện mỗi ngày nhìn muội như vậy đây quả thực là một ngày tựa thần tiên quang minh nữ thần của huynh mau tới hôn huynh một cái đi vương đông nhi cười một cái nói mơ đi tốt nhất là nằm yên đừng có nhúc nhích mau mau nghĩ ra phương án khôi phục đi đợi huynh khỏe lại mũi sẽ cho huynh hôn hoắc vũ hạo hai mắt sáng lên nói hôn bao lâu cũng được sao khuôn mặt của vương đông nhi đỏ lên nhưng nhìn ánh mắt khát vọng kia của hắn cũng khẽ gật đầu ừm hoắc vũ hạo đại hỉ tốt huynh đây lập tức làm liền mỗi yên tâm huynh nhất định sẽ đặc biệt đặc biệt cẩn thận vì đông nhi huynh cũng phải mau sớm khỏe ừm chờ huynh khỏe lên rồi nên hôn chỗ nào mới tốt đây trước tiên hôn nhẹ vào mặt hay là hôn nhẹ đáng ghét vương đông nhi nhất thời đỏ mặt chạy nhanh đi nhìn bộ dáng tức cười kia của nàng trên mặt của hoắc vũ hạo tràn ngập hạnh phúc loại cảm giác này đúng là quá tốt quá đẹp nếu như không phải mình còn có công việc bề bộ như vậy, mỗi ngày cứ ở chỗ này cùng Đông Nhi, cũng tốt, ơn, ừ. chờ sau khi chuyện này chấm dứt, mình sẽ mang theo Đông Nhi đi khắp thiên hạ, xem cảnh đẹp khắp thiên hạ, ăn những thức ăn ngon nhất trong thiên hạ, đi thể nghiệm hết thảy những sự vật tốt đẹp có thể thể nghiệm, đây chính là mục tiêu cuộc sống của mình trong tương lai, mang theo tâm tình hưng phấn, hoác vũ hạo lại bắt đầu lần nữa kiểm tra thân thể của chính mình, bằng vào tinh thần lực cường đại. Hắn trước tiên đem thân thể của chính mình cẩn thận nghiêm túc quét nhìn một lần, sau đó đem tình huống của thân thể phân chia thành các bộ phận, khi hắn ở trong tinh thần hải, dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một cái mô hình cùng thân thể của mình giống nhau như đúc bên trong mô hình, hắn bắt đầu đem kinh mạch phức tạp vẽ lên đó, những chỗ có vấn đề nghiêm trọng, dùng màu đậm để biểu hiện, vấn đề càng nhẹ, màu sắc cũng càng nhạt. Kinh mạch trong cơ thể con người phức tạp cỡ nào, cho dù là có tinh thần lực cường đại như Hoắc Vũ Hạo, tu vi của tử cực ma đồng đã đi vào cảnh giới tu di, giới tử cũng ước chừng phải dùng 3 ngày thời gian mới hoàn thành hết được sau đó hắn liền đem mô hình thân thể này thông qua tinh thần cộng hưởng truyền cho huyền lão cùng trang lão xem xét khi hai vị siêu cấp đấu la này nhìn thấy mô hình lập thể nội bộ thân thể của hoác vũ hạo thông qua hữu hình vô chất tinh thần lực đang diễn giải những gì đang xảy ra trước mắt họ cũng chỉ cảm thán mà thôi tinh thần lực không chế cỡ như vậy hai vị siêu cấp đấu la đều tự nhận làm không được kế tiếp bọn họ lại dùng một tuần lễ để xác nhận tình huống cụ thể các kinh mạch trên người hoác vũ hạo chế định kế hoạch trị liệu những chỗ không rõ chi tiết thì hỏi cặn kẽ, vì chính là không muốn có một chút lỗi lầm nào. Nghỉ ngơi 10 ngày nữa, thể trạng của Hoắc Vũ Hạo đã khá hơn một chút, uy lực của sinh linh kim đã hoàn toàn được phát huy, mặc dù thương thế của cơ thể vẫn như trước, nhưng toàn thân cũng đã là sinh cơ bừng bừng, bản thân khôi phục năng lực toàn diện sống lại, thậm chí bắt đầu vô thức hấp thu mấy cái trái đều tại thể nội cực hạn băng thiên địa nguyên lực, mặc dù tốc độ hấp thu rất chậm, nhưng sau khi Hoắc Vũ Hạo cẩn thận tính toán lại, cho dù là bản thân cái gì cũng không làm, chỉ cần khoảng 2 năm, trừ bỏ những phần bị áp xúc ở bên trong hồn cốt, những phần thiên địa nguyên lực khác cũng đều có thể hấp thu sạch sẽ, đến lúc đó, bản thân mới tiến hành trị liệu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng mà, khoác Vũ Hạo không có ý định kéo dài, khoảng cách tới kỳ đại tái mới chỉ còn có hơn 20 ngày, trong 20 ngày, hắn muốn tận dụng hết khả năng làm cho mình khôi phục sức chiến đấu, không có đường nhã cùng bối bối sẽ không có hắn hôm nay, có thể nói, là đường môn thành tựu cho hắn, lúc này, bọn họ cũng nên vì đường môn mà chiến. Hoắc Phú Hạo nào cam nguyện bỏ qua, miệng của hắn mặc dù không nói, nhưng đã hạ quyết tâm, nhất định phải tranh thủ mau mau sớm khỏe, sau đó cùng mọi người cùng nhau đi tới Nhật Nguyệt Đế Quốc, hắn không chỉ là đoàn đội trọng yếu chủ khống, càng hiểu Nhật Nguyệt Đế Quốc hơn người khác, có mặt hắn, tỷ lệ đoạt giải quán quân tất nhiên sẽ gia tăng trên diện rộng, nếu thật sự đợi hơn một năm, kinh mạch chằng chịt trong thể nội của hắn sẽ hoàn toàn hồi phục, đến lúc đó muốn thay đổi cũng khó hơn nhiều, sau khi sửa xong phương án trị liệu, Hoắc Phú Hạo bắt đầu hành động phương án trị liệu của hắn rất đơn giản từ cạn tới sâu từ dễ đến khó lúc đầu trị liệu hoàn toàn do chính hắn hoàn thành sau khi cẩn thận phán đoán hoắc vũ hạo cùng huyền lão chàng lão phát hiện trang thái thân thể của hoắc vũ hạo có thể chia làm ba phần trong đó có một bộ phận là hoàn hảo một bộ phận là vết thương nhẹ phần khó nhất là trọng thương và còn là loạn thương bởi vậy việc đầu tiên mà hoắc vũ hạo phải làm chính là chữa trị xong những vết thương nhẹ của mình sau đó lại từng bước hướng chữa trị bên trong bộ phận hoàn hảo trên thân thể của hoác vũ hậu hai chân cùng đầu ba bộ phận này không có bất kỳ thương thế nào thương thế hơi nhẹ chính là hai tay cho đến kinh mạch trong cánh tay phiền toái nhất tự nhiên là bộ phận thân thể toàn bộ những vấn đề phiền phức đều ở nơi đó vì thế hoác vũ hậu tiến hành trước tiên chính là trị liệu hai tay của mình hồn lực trải khắp trong cơ thể nhưng nhiều nhất vẫn là tụ tập ở trong đan điền hoác vũ hậu đã bị tuyết đế mang tới thiên địa nguyên lực của cực hàn băng tuyển ảnh hưởng tu vi suy yếu còn tam hoàn ám chỉ chính là hắn có thể thi triển sức chiến đấu dưới tam hoàn, chứ không phải nói tu vi của hắn hạ thấp xuống còn tam hoàn, hồn lực cảnh giới vẫn như trước kia là cấp bậc hồn vương. Hoắc Vũ Hạo tiến hành trước tiên, chính là đả thông kinh mạch chi giới của mình, cường thịnh tinh thần lực chậm rãi dung nhập vào bên trong đan điền của mình, cùng hồn lực giao tiếp với nhau, bởi vì kinh mạch của thân thể bị tắc nghẽn, hồn lực của hắn đã rất lâu không có tiến hành tu luyện, có vẻ tử khí chậm chầm. nhưng bởi vì Hoắc Vũ Hạo trước đây tu luyện đều là tự mình đi từng bước một cố gắng đi lên, dẫn đến căn cơ rất thâm hậu, trải qua sự hướng dẫn của tinh thần lực, rất nhanh đã khôi phục sức sống. Cách làm của Hoắc Vũ Hậu rất đơn giản, trước hết hắn để cho hồn lực chảy vào bên trong hai chân của mình, đem kinh mạch răng co ở chân mấy ngày nay dần dần đả thông, sau đó lại hoàn thành một vòng tuần hoàn đơn giản từ chân đến đan điền, như thế lặp lại, đi khôi phục hoạt tính trong hồn lực của mình. Cho dù như vậy cũng không thể tăng cường tu vi của bản thân hắn, hiệu quả hấp thu với thiên địa nguyên lực cực kém, nhưng ít ra khi hồn lực không ngừng vận chuyển, hai chân của hắn dần dần khôi phục chi giác trong lúc hồn lực vận chuyển một ngày hai chân của hoác vũ hạo rốt cục chậm rãi nhấc lên được vương đông nhi không khỏi mừng phạt khóc ít nhất hai chân của huynh ấy có thể cử động được rồi từ đan điển dọc xuống chi dưới đã có chi giác đây mới chỉ là ngày đầu tiên bắt đầu trị liệu liền có được thành quả tốt như vậy khiến cho huyền lão trang lão cùng vương đông nhi đều vui mừng quá đỗi thông qua hồn lực vận chuyển hoác vũ hạo đem hồn lực trải đều giữa hai chân thu hồi lại cùng hồn lực trong đan điền hòa là một thể cứ như vậy, hắn đã nắm giữ hơn 2 phần 3 hồn lực của bản thân, đương nhiên, hồn lực cỡ đó sẽ không thể trực tiếp tấn công lên phía trên. Kinh mạch của hắn trước sau trải qua cực hạn băng thiên địa nguyên lực, dương tuyền nóng bỏng trọng kích, đã trở nên cực kỳ yếu ớt cùng hỗn loạn, việc hiện tại mà Hoắc Vũ Hạo đang làm chỉ là xây dựng một cái căn cơ trong thân thể của mình mà thôi. Sau đó, hắn bắt đầu tiến hành trị liệu cho song trưởng kinh mạch trong song trưởng bởi vì hai tay trái khét nên xuất hiện mức độ tổn hại tương đương nhau, sau khi tự hành khôi phục cũng có chút hỗn loạn. Song song đó, hồn lực ẩn chứa trong song trưởng tất nhiên không thể so sánh với trong đan điền, thậm chí còn không bằng hai chân, nhưng mà Hoắc Vũ Hạo có một ưu thế, đó chính là song trưởng của hắn đều có hồn cốt, cánh tay trái có băng bích hạt tà tí cốt, trong tay phải chính là ám kim khủng trào hữu trưởng cốt. Lúc trước, đúng là dựa vào hai khối hồn cốt này, kinh mạch và da thịt hai tay của hắn mặc dù chịu trọng thương, nhưng xương cốt lại không bị thương chút nào, nếu xương cốt đã hòa tan, hắn thật sự phải làm người tàn tật, khơi thông kinh mạch, cải tạo kinh mạch, công trình này tuyệt đối không dễ dàng, mà là hết sức thống khổ. Nhưng lúc này, Hoác Vũ Hạo cũng không phải chiến đấu một mình. Thông qua kế hoạch lúc trước, bọn họ có kế hoạch hoàn chỉnh để trị liệu hai tay. Dưới sự trợ giúp của trang lão, Hoác Vũ Hạo mạnh mẽ giải khai một cái kinh mạch. Trong tình huống hai tay phun máu và xuất hiện nhiều miệng vết thương, đem kinh mạch đưa trở về vị trí cũ, một lần nữa dung hợp. Sau khi hoàn thành, trang lão lập tức dùng hồn kỹ trị liệu cường đại của hắn khôi phục sinh mệnh lực trong hai tay của Hoác Vũ Hạo đem huyết dịch thu lại sau đó lại lần nữa thâu trở lại trong cơ thể hắn loại thống khổ này đối với hoắc vũ hạo căn bản không nhằm nhò gì chỉ dùng thời gian một ngày hai tay của hắn đã có thể nhúc nhích song trưởng cũng bởi vì nguyên nhân trung khu thần kinh của thân thể đang hỗn loạn tạm thời vẫn không thể động đậy bắt đầu thật sự rất tốt nhưng kế tiếp tiến hành mới là khẩn trương nhất dựa theo kế hoạch bước tiếp theo cũng là bước mấu chốt nhất bọn họ trước hết phải đem hỏa độc của dương tuyền ở trong cơ thể của hoắc vũ hạo bài trừ ra ngoài chỉ có như vậy Hoắc Vũ Hạo mới có thể thực hiện trị liệu tiếp, nếu không, khoảng cách hỏa độc đến tâm mạch của hắn rất gần, một khi bùng nổ, lập tức có thể lấy mạng của hắn, như thế nào bài trừ hỏa độc, khai hung dẫn hỏa, Vũ Hạo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trang lão trầm giọng nói, sáng sớm, Vương Đông Nhi đã giúp Hoắc Vũ Hạo rửa sạch thân thể, đặt hắn nằm ngang ở trên giường, trong lúc rửa sạch cho hắn, hai tay của Vương Đông Nhi không ngừng run rẩy, cho dù Hoắc Vũ Hạo an ủi như thế nào, cũng không thể làm nàng bình tĩnh được, hành động ngày hôm nay quá trọng yếu, một khi thành công, vậy thì có nghĩa, thương thế của Hoắc Vũ Hạo chắc chắn sẽ khỏi hẳn, nhưng mà, nếu như thất bại, ta đã chuẩn bị xong. Hoắc Vũ Hạo hướng Trang lão gật đầu, lại cho Huyền lão và Vương Đông Nhi một cái mỉm cười thanh thản, Trang lão nói, nhất định không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói, không có bất kỳ sai lầm nào đâu, mạng của ta lớn lắm, không dễ chết như vậy đâu. Trang lão, Huyền lão, các người đừng lo lắng, chuẩn bị bắt đầu đi, tuyết nữ, khi hắn kêu gọi xong, một đạo quang mang cam sắc từ trong chán của hắn chui ra, còn không phải là tiểu tuyết nữ sao, tiểu tuyết nữ cùng trước kia có chút bất đồng, nguyên vốn nàng chỉ có bộ dáng trẻ con, rõ ràng giờ đã trưởng thành một ít, nhìn qua như là nữ hài nhi khoảng 2, 3 tuổi, thứ không đổi là đôi mắt to màu xanh đậm kia, y y nha nha ba, ba, tiểu tuyết nữ khai gọi một tiếng, làm cho hoác vũ hạo cùng mọi người ở đây đều khiếp sợ, nàng, nàng lại có thể nói chuyện, miệng nói tiếng người hoắc vũ hạo vui mừng nói tuyết nữ ngươi có thể nói chuyện sao tiểu tuyết nữ chỉ chỉ vào ngực của hoắc vũ hạo nghiêm túc nói ba ba đau hoắc vũ hạo nở nụ cười lắc đầu nói ba ba không đau rất nhanh sẽ khá hơn một lát nữa phải xem ngươi đó nha tiểu tuyết nữ dùng sức gật đầu ba ba không đau không sợ hoắc vũ hạo ha hả cười nói chuẩn bị đi ta chỉ dẫn cho ngươi ngươi hãy thả lòng tâm thần tiểu tuyết nữ chớp chớp đôi mắt to khẽ gật đầu trong con người ở hai mắt của hoác vũ hạo nháy mắt biến thành màu tím một tầng vầng sáng màu tím vàng lặng yên xuất hiện đem thân thể của tiểu tuyết nữ bao phủ ở bên trong hỏa độc do dương tuyền lưu lại chính là cực hạn hỏa muốn trị liệu nhất định phải để cực hạn băng bảo vệ thân thể của hoác vũ hạo hơn nữa cũng chỉ có cực hạn băng mới có thể đem hỏa độc kia dẫn ra ngoài hồn lực của hoác vũ hạo đều ở trong đan điền không cách nào tấn công lên trên chỉ có mượn dùng lực lượng của tuyết nữ mới có thể hoàn thành thân thể của tiểu tuyết nữ lướt nhẹ đi tới giữa giường quỳ gối bên cạnh hoác vũ hạo một đôi tay nhỏ bé chậm rãi đặt ở trên ngực trần của hoác vũ hạo có thể nhìn thấy ở giữa ngực của hoác vũ hạo vị trí gần trái tim rõ ràng có một đoàn ám hồng sắc không khí bên trên mảnh ám hồng sắc này cũng vặn vẹo nhẹ tay trái của tiểu tuyết nữ liền đặt tại vị trí ở giữa đoàn ám hồng sắc và trái tim của hoác vũ hạo khi bàn tay nàng đè lên lập tức xuất hiện hơi nước nhàn nhạt, nhạt trong không khí độ ẩm cũng tăng lên vài phần nóng lạnh luân phiên nhau khiến cho sắc mặt của hoác vũ hạo cũng là một trận hồng một trận bạch, tất cả mọi người ngừng thở, giờ khắc này thật sự là quá trọng yếu, bởi vì nguyên nhân của hai loại thuộc tính cực hạn, lúc này không ai có thể cứu được Hoắc Vũ Hạo, chỉ có chính hắn mới có thể hoàn thành mà thôi. Tay phải của tiểu tuyết nữ chậm rãi nâng lên, một thanh hàn băng chủy thủ trong suốt dần dần thành hình ở trong tay của nàng mũi nhọn sắc bén của chủy thủ, vừa vặn để ngay vị trí ngực của Hoắc Vũ Hạo. Phương Đông Nhi lúc này đã quay đầu ra chỗ khác, nàng hoàn toàn không dám nhìn nữa, hai tay nắm thật chặt, ở trong nội tâm của nàng, chỉ có quanh quẩn một cái ý niệm, chuyện này cũng là bởi vì mình, đều là bởi vì mình, Vũ Hạo, Vũ Hạo, huynh nhất định phải còn sống, nhất định phải còn sống, tiểu tuyết nữ cũng không để mọi người chờ lâu, hết thảy tất cả đều đang ở trong tính toán chính xác của tinh thần tham chắc, tay nâng lên, trùy thủ hạ xuống, phốc trùy thủ phong duệ trong nháy mắt đâm rách ngực của Hoắc Vũ Hạo, dưới sự lôi kéo của cực hạn băng, hỏa độc ẩn núp trong cơ thể của Hoắc Vũ Hạo nhất thời bạo phát giống như giếng phun vậy, một cái huyết động to cỡ nắm tay nháy mắt nổ tung ngay tại ngực của hoác vũ hạo một luồng huyết dịch nóng cháy như nham thạch được bắn ra huyền lão cùng trang lão ở bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong tay phải của huyền lão dẫn một cái đoàn máu tên nóng cháy kia dưới hồn lực cường đại của lão lướt qua trước mặt tuyết nữ bị lão hướng dẫn vào trong một cái bình trong suốt màu lam hai tay của trang lão rung lên một cái hào quang màu xanh biếc nháy mắt bọc trên người của hoác vũ hạo sinh mệnh khí thức vô cùng khổng lồ nháy mắt bốc lên khiến cho tự thân sinh mệnh lực của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên bạo tăng, tay trái đặt ở trên lồng ngực của Hoắc Vũ Hạo đang kịch liệt run rẩy, phần lớn hỏa độc đều bị lôi kéo ra cả rồi, nhưng còn có một phần nhỏ bộc phát ra trong cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, thẳng hướng vị trí trái tim, trong chớp nhoáng bùng nổ này thật sự quá bá đạo, cho dù Hoắc Vũ Hạo sớm đã có chuẩn bị, lại vẫn cảm giác được một mảnh lửa nóng nơi tim của mình. Hiện tại vấn đề lớn nhất của hắn là hồn lực cực hạn băng của hắn cũng không có biện pháp đi khống chế hoặc bảo vệ mình chỉ có thể dựa vào lực lượng của tuyết nữ nguy hiểm nhất cũng chính là trong cái chấp nhoáng này một khi cổ hòa độc kia phá tan phòng ngự của tuyết nữ như vậy hắn tất phải mất mạng đúng lúc này một tầng quang mang màu xanh biếc đột nhiên bốc lên từ trong cơ thể của hoác vũ hạo ánh sáng chủ yếu tập trung ở vị trí trái tim cùng vài cái xương ngực dày đặc hơi thở cực hạn băng đột nhiên lan tràn ra phối hợp với lực lượng của tiểu tuyết nữ đã đem hỏa độc cuối cùng bức bách đi ra ngoài sau khi trải qua những chuyện ở lạc nhật xâm lâm hoác vũ hạo so với trước kia càng thêm thành thục làm việc càng thêm trầm ổn, tự như kế hoạch lúc trước của hắn, không có phát sinh ngoài ý muốn nào, bởi vì hắn còn có lá bài tẩy, lá bài tẩy này chính là cho hắn hồn hoàn trăm vạn năm, thiên mộng băng tầm, dưới sự hướng dẫn của thiên mộng băng tầm, trong thân thể có băng bích đế hoàng hạt tả tí cốt ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, cuối cùng trở thành một tầng phòng hộ, hoàn chỉnh bảo vệ tốt tim của hắn, trong khoảnh khắc đó, bởi vì cực hạn băng làm cho huyết dịch trong trái tim của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên bị hạ thấp một phần 10, làm cho sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo tái nhợt, nhưng mà cuối cùng hoa độc cũng bị loại bỏ hỏa độc bài trừ máu tươi vẫn tuôn ra hướng ra phía ngoài trang lão cực kỳ tỉnh táo hai tay xuất ra một tầng quang mang màu xanh biếc nhất thời cầm máu ở nơi cái lỗ lớn chừng qua đấm kia lại ngay sau đó hai tay của trang lão bắt đầu cử động theo một quy luật có thể nhìn thấy từng đạo bích lục quang mang như sợi tóc không ngừng chui vào trong thể nội của hoác vũ hậu nhẹ nhàng khinh phiêu phiêu và chậm rãi vô số lục sắc quang ti đang rung động không ngừng miệng vết thương khổng lồ nơi ngực của hoác vũ hạo liền khép lại với tốc độ kinh người không chỉ có như thế kinh mạch lung tung chung quanh hỏa độc đã được trang lão sửa sang lại dần dần trở về vị trí cũ huyền lão lúc này cũng đi tới bên giường hai tay đặt trên bụng của hoác vũ hạo một luồng hồn lực nhu hòa từ bên trong song trưởng của lão xuất ra rót vào thể nội của hoác vũ hạo trước sau bao phủ lục phủ ngũ tạng của hắn sau đó huyền lão mới hướng trang lão nhẹ nhàng gật đầu trang lão trầm giọng quát trở về vị trí cũ nhị lão đồng thời hành động huyền lão thu phát hồn lực khe khẽ chấn động cả người của hoác vũ hạo nhất thời kịch liệt run rẩy phun ra một ngụ máu từ hồng sắc tay phải của tiểu tuyết nữ nhấc lên một đạo lam sắc quang mang xuất ra nhất thời đem ngụ máu kia đông thành khối băng cứng sau đó chụp vào trong tay mình hai tay của huyền lão vẫn đặt tại chỗ còn song trưởng của trang lão bắt đầu giống như mưa rơi không ngừng đánh lên người của hoác vũ hạo nhị lão liên thủ huyền lão bảo vệ nội tạng của hoác vũ hạo sau đó trang lão rời nó trở về vị trí cũ ở trong quá trình này Hoắc Vũ Học cố nén đau, đồng thời cố gắng mở ra tinh thần tham chắc của mình, để Trang lão có thể tìm được vị trí một cách chuẩn xác nhất. Vương Đông Nhi lúc này đã xoay người lại, đứng ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo, trong đôi mắt đẹp một mảnh lạnh như băng, không ngừng dùng khăn mặt lau chùi máu đen chảy ra từ trong miệng và mũi của Hoắc Vũ Hạo, vì có thể làm cho mình được tinh táo, nàng lúc này dường như là phong bế tâm thần, nếu không, nàng sợ bản thân bởi vì quá độ đau lòng mà không chịu nổi, quá trình chỉnh lại cũng không cần thời gian quá dài, chỉ ngắn ngủi chừng 3 phút đồng hồ, nhưng ba phút đồng hồ kia đối với bốn người này giống như một năm vậy rốt cục hai tay của trang lão cũng dừng lại từ hai vai của hoác vũ hạo xuống ngực cho đến bụng sinh mệnh khí tức nồng đậm bồi hồi ở trên người hắn sau đó lại từ bụng dưới chậm rãi vận chuyển hướng lên phía trên từng ngụm, từng ngụm lớn máu đen không ngừng từ trong miệng của hoác vũ hạo trào ra tất cả đều là máu ứ tích tụ trong cơ thể của hắn trang lão cũng đem các loại máu ứ bài trừ ra ngoài lúc cuối cùng khi song trưởng của trang lão lại lần nữa trở lại vị trí bà vai của hoác vũ hạo hắn và huyền lão không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thờ ra trên khuôn mặt tái nhợt của hoác vũ hạo rốt cuộc cũng có một tiêu huyết sắc trên đỉnh đầu của trang lão bốc hơi lên một tầng sương mù trị liệu ban nãy lão cũng dốc hết toàn lực toàn bộ quá trình trị liệu kỳ thật cũng không cần hao phí quá nhiều hồn lực của lão nhưng tâm lực lại tiêu hao thật lớn trước tiên trang lão phải trong một thời gian ngắn giúp hoác vũ hạo đả thông kinh mạch hỗn loạn sau đó lại giúp ngũ tặng của hắn trở về vị trí cũ bài trừ tụ huyết quá trình này không được quá dài nếu không một khi hoác vũ hạo kiên chỉ không được vậy thì coi như kiếm củi 3 năm theo một giờ. Một khi thời gian quá dài, như vậy, Hoác Vũ Hạo mất máu cũng sẽ là càng nhiều. Hoác Vũ Hạo mở miệng to tờ hồn hển, bộ ngực đã có 20 ngày không có xuất hiện qua động tĩnh gì, bắt đầu phập phồng nhẹ nhàng. Trong tay của Vương Đông Nhi đã thay đổi mấy cái khăn lông, một chút máu đen cũng không cho lưu lại trên người hắn. Chàng lão quay đầu nhìn về phía huyền lão, khẽ gật đầu, huyền lão chậm rãi thu hồi hồn lực của mình. Nhưng ánh mắt của nhị lão cũng đồng thời lại trở nên khẩn trương lên, nhìn về phía Hoác Vũ Hạo hiện tại ngũ tạng đã trở về vị trí cũ kinh mạch trọng yếu cũng đã được đả thông toàn bộ mấu chốt chính là hoắc vũ hạo có thể tự mình lập lại được tự thân tuần hoàn hay không huyết dịch tuần hoàn hồn lực tuần hoàn còn có không chế tuần hoàn của hắn đối với thân thể của mình trên khuôn mặt tái nhợt của hoắc vũ hạo miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười bây giờ hắn căn bản không có khí lực để nói chuyện một tầng mồ hôi từ trong cơ thể chảy ra đau khổ kịch liệt vào giờ khắc này toàn diện bùng nổ lúc này nguy cơ chủ yếu nhất mặc dù đã giải quyết nhưng băng thuộc tính thiên địa nguyên lực trải khắp trong cơ thể của hắn vẫn tồn tại, từ hồn lực trong đan điền hướng ra phía ngoài, các bộ phận trong thân thể vẫn rất hỗn loạn, nhưng mà, kinh mạch trong cơ thể con người có rất nhiều, có vô số chỗ rất nhỏ, trang lão cũng chỉ có thể giúp hắn đả thông các kinh mạch chủ yếu nhất, còn những chỗ nhỏ li ti kia thì phải cần hắn quán thông mới được. Nhìn khóe miệng của Hoắc Vũ Hạo biểu lộ một tia mỉm cười thật khó coi, Huyền lão rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này cuối cùng cũng không phải lo về tính mạng nữa, đồng thời đi vào quỹ đạo khôi phục, Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, hắn biết, tiếp theo mình không thể nghỉ ngơi, ngũ tạng vừa mới trở về vị trí cũ, kinh mạch cũng vừa mới trở về, mà mấy cái băng thuộc tính thiên địa nguyên lực khổng lồ kia đã được Trang lão dùng hồn lực tác dụng, miễn cưỡng gom lại, nếu như hắn không lập tức tiến hành khống chế, cảm giác trong cơ thể vừa tỉnh lại sẽ lại mất đi, lại không biết phải dùng thời gian bao lâu mới có thể lại lần nữa đả thông, bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo không quản bản thân vừa mới gom kinh mạch có bao nhiêu yếu ớt, lập tức đem ý chí cường đại thúc dục tinh thần lực liên hệ cùng với hồn lực nơi đan điền sau đó chậm rãi thôi động hồn lực vận chuyển hướng lên trên muốn nắm giữ quyền chủ khống thân thể như vậy trước tiên hắn nhất định phải đem hồn lực của mình khơi thông chỉ có như thế mới có thể áp chế mấy cái thiên địa nguyên lực bên kia đây tuyệt đối là một quá trình thống khổ hồn lực mỗi lần vận chuyển lên một chút hắn đều phải thừa nhận thống khổ tựa như vạn châm đâm vào thân càng nhiều mồ hôi không ngừng chảy ra từ cơ thể của hoác vũ hạo đệm giường dưới thân rất nhanh liền thấm ướt Vương Đông Nhi không ngừng thay khăn mặt lau chùi cho hắn. Quyền lão, Trang lão cũng ở một bên quan sát kỹ, một chút vẻ khâm phục sáng lên trong hai mắt già nua của Trang lão, quay đầu nhìn thoáng qua Huyền lão, khẽ gật đầu, nói: "Khó trách Mục lão chọn đứa nhỏ này, đứa nhỏ này theo ta thấy trong giới hồn sư là đứa nhỏ có ý chí mạnh nhất, thống khổ như vậy, hắn vẫn có thể kiên trì, trong toàn bộ quá trình trị liệu ban nãy thậm chí cả một tiếng kêu đau cũng không phát ra." Hảo hán tử, Huyền lão vui mừng gật đầu, thấy hắn như vậy ta cũng yên tâm, tiểu tử này quả nhiên là con rán đánh hoài không chết chỉ cần lần này có thể khôi phục lại coi như hắn nhân họa đắc phúc mấy cái thiên địa nguyên lực tương đối khổng lồ kia trải đều trong cơ thể của hắn nếu tương lai sau khi hắn hấp thu toàn bộ tu vi sẽ tăng lên rất nhiều đối với sự tu luyện của cực hạn hồn sư tuyệt đối như là hòa tiền khoan phá xem ra so với tưởng tượng của chúng ta hắn phát triển còn nhanh hơn trang lão cười ha hả nói ngươi nên nhớ không nên dục tóc bất đạt tiểu tử này thật sự phải bảo hộ cho tốt mới được tương lai hy vọng đó học viện đều có hắn, trăm năm không cần lo nghĩ, huyền lão hở một tiếng, nói, tiểu tử này cũng chỉ là thằng nhãi con, nếu còn dám mang phiền toái cho lão phu, lão phu sẽ đem hắn treo lên xa nhà của hải thần các, làm cho hắn muốn đi cũng không được, nói xong những lời này, chính bản thân lão cũng không khỏi bật cười, bởi vì cái gọi yêu cho roi cho vào đó mà, hồn lực chậm rãi tấn công lên trên, một chút kinh mạch đã bị quán thông, dưới sự chỉ dẫn xảo diệu của hoác vũ hạo, lại thêm cường đại tinh thần lực khống chế, hắn giống như đang cẩn thận thăm dò đem nguyên lực cực hạn băng khổng lồ kia rót vào trong chân của mình, còn hồn lực của hắn cũng theo đó hướng lên trên. Ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy hơi thở băng lam sắc như tờ như lụ hướng về phía chân hắn. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo mặc dù luôn luôn có hơi run rẩy, nhưng mồ hôi trên người bắt đầu dần dần giảm bớt. Biến hóa lớn nhất là ở hai chân, chỉ cần có mồ hôi chảy ra, lập tức sẽ đông thành băng. Khi Hoắc Vũ Hạo làm kế hoạch trị liệu và khôi phục, trải qua cẩn thận cân nhắc, hắn mới quyết định băng thuộc tính thiên địa nguyên lực trong cơ thể vẫn còn quá cường đại cường đại đến mức hồn lực của hắn căn bản không có cách nào hoàn toàn vận hành được chỉ có thể như tơ như lũ thong thả chảy ở trong cơ thể nếu như thân thể hắn hoàn toàn khôi phục tu vi cũng bị áp chế tại cảnh giới tam hoàn đây là điều mà hắn không thể chịu nổi cho dù người bị thương nặng nhưng tâm của hắn vẫn ở đại tái thân là đoàn đội chủ khống làm sao có thể không tham gia vì thế hắn nghĩ ra một biện pháp đó chính là đem thiên địa nguyên lực trong cơ thể tất cả đều nhập vào bên trong hai chân của mình ở bên trong các bộ phận trong cơ thể, hai chân chiếm thể tích lớn nhất, huyết mạch cũng dễ đả thông nhất, mà nói đi nói lại, hồn lực vận chuyển tối trọng yếu chính là ở trong thân thể, đem cực hạn băng thiên địa nguyên lực nhập vào trong hai chân, cũng tương đương với việc đem hai chân làm kho hàng, đem cực hạn băng thiên địa nguyên lực áp xúc ở trong đó, cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo có thể vận chuyển hồn lực của mình ở nửa thân trên, dựa theo suy đoán của hắn cùng Huyền lão, Trang lão, tu vi của hắn ít nhất có thể khôi phục được 7.8 thành, đủ để theo độ đi dự thi hồn lực khôi phục vận chuyển thuận lợi đối với việc hấp thu thiên địa nguyên lực của hắn cũng có nhiều chỗ tốt tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn có thể nói là đó biện pháp tốt nhất trước mắt đi xử lý tình huống thân thể của hắn nhưng mà cách xử lý này cũng không phải không có vấn đề vấn đề chỉ có một đó chính là vì để đủ chứa đựng băng thuộc tính thiên địa nguyên lực phải đem nguyên lực tràn ngập khắp hai chân hoặc vũ hạo cũng làm mất đi khống chế lực đối với hai chân của mình trước khi hắn đem cực hạn băng thiên địa nguyên lực hoàn toàn hấp thu hắn sẽ không cách nào đi lại được không cách nào khống chế hai chân của mình, hắn sẽ tạm thời trở thành một người tàn tật. Mà, cực hạn băng thiên địa nguyên lực cũng không phải là thứ để đùa giỡn. nếu như trong một khoảng thời gian nhất định hắn không thể đem những thiên địa nguyên lực này hấp thu hết, như vậy, rất có thể, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi hai chân của mình, dựa theo ý kiến của huyền lão và trăng lão, vốn không hy vọng hắn làm thế, từng bước vận chuyển hồn lực, vận hành toàn thân, thong thả nhưng vững vàng hấp thu cực hạn băng thiên địa nguyên lực, tính nguy hiểm sẽ là nhỏ nhất cho dù tu vi của Hoắc Vũ Hạo sẽ rơi chậm lại rất nhiều, nhưng tối thiểu sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hắn. Nhưng nói như vậy, cho dù hắn muốn khôi phục hoạt động, cũng phải mất mấy tháng, dùng để thích ứng với sự tồn tại của cực hạn băng thiên địa nguyên lực ở trong thân thể. Sau khi trọng thương, tốc độ khôi phục của kinh mạch cũng bị ảnh hưởng bởi cực hạn băng thiên địa nguyên lực nên rất chậm chạp. Vậy thì có nghĩa, chắc chắn hắn phải bỏ qua kỳ đại tái này. Hoắc Vũ Hạo bất chấp tất cả chọn con đường này, hắn nhất định phải dự thi chỉ có làm cho nửa thân trên của mình không còn bị quấy nhiễu bởi cực hạn băng thiên địa nguyên lực, hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại, mới có khả năng đi dự thi, không thể đi được thì sao chứ, hắn rất tin tưởng, với năng lực của mình, vẫn có thể phát ra tác dụng cần thiết, làm cho huyền lão và trang lão hết nói được, chính là vương đông nhi không có ngăn cản hắn, nàng nói, nàng sẽ không làm trái bất cứ ý kiến gì của hắn, ý tưởng của nàng rất đơn giản, trải qua chuyện lần này, nàng cùng hoác vũ hạo đã là nhất thể, hoác vũ hạo khỏe mạnh, nàng cũng khỏe mạnh, Hoắc Vũ Hạo như thế nào, nàng cũng bên cạnh hắn, mà, nàng hiểu rất rõ tính tình của Hoắc Vũ Hạo, nếu như lần này không cho hắn tham gia đại tái, tất nhiên sẽ là trung thân tiếp nối của hắn, đây cũng không phải tình huống mà Phương Đông Nhi hy vọng nhìn thấy được, mà Hoắc Vũ Hạo cũng đáp ứng nàng, sau khi đại tái kết thúc, đã đem thiên địa nguyên lực giữa hai chân lấy ra, giải khắp toàn thân trở lại, chỉ là để dành mấy tháng, sẽ không có vấn đề gì đâu, Huyền lão cuối cùng mới miễn cưỡng đáp ứng. Cực hạn băng thiên địa nguyên lực không ngừng chảy vào hai chân, nương theo tự thân hồn lực trong đàn điền của hoác vũ hạo bay lên hồn lực chậm rãi mở ra điều động cực hạn băng thiên địa nguyên lực càng ngày càng nhanh những thiên địa nguyên lực này dù sao cũng là vật vô chủ bản thân lại không có ý thức hơn nữa vũ hồn thứ hai của hoác vũ hạo lại là cực hạn băng mặc dù sẽ bị chung nó căng đầy nhưng vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng thời gian trôi qua từng phút từng giây hai chân của hoác vũ hạo cũng càng ngày càng kỳ dị lúc đầu tái nhợt dần dần biến thành màu lam nhạt màu lam nhạt rồi không ngừng đậm lên cuối cùng biến thành màu xanh đậm, nhưng sau đó, Hoác Vũ Hạo lại nhíu chặt chân mày, Vũ Hạo, sao rồi, huyền lão thấp giọng hỏi, Hoác Vũ Hạo khẽ lắc đầu, nói, không thể tiếp tục rót vào nữa, nếu không kinh mạch hai chân của ta sẽ không chịu nổi, sẽ có vấn đề, huyền lão cả kinh, nói, vẫn có dư thừa sao, Hoác Vũ Hạo nói, còn không nhiều lắm, đúng như chúng ta tính toán trước, hai chân có thể tiếp nhận đủ áp xúc thiên địa nguyên lực, nhưng vấn đề đây là, nương thâu sau những thiên địa nguyên lực bị ta rời đi này, một bộ phận thiên địa nguyên lực bị ta áp xúc trong thân thể cốt tự nhiên cũng phát tán ra ngoài chúng nó vốn bị áp chế trong hồn cốt nhưng bây giờ tràn ra một phần phần dư thừa này hai chân của ta không thể chịu được mà những thiên địa nguyên lực này vừa vặn trãi tại trọng yếu nhất kinh mạch của ta sẽ ảnh hưởng lớn đến việc khôi phục thu vi của ta huyền lão nói vậy làm sao bây giờ không được thì thôi đi ngươi chậm rãi khôi phục chuyện dự thi ngươi cũng đừng nghĩ nữa không ta nhất định phải đại biểu đường môn xuất chiến hoác vũ hạo nói như chém linh chặt sát sau đó hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại, có thể thấy rõ ràng, dưới làn da của hắn, khí lưu màu lam nhạt như tơ như lũ bắt đầu lao tới cánh tay trái của hắn, hai cái đùi không đủ, ta sẽ thêm một cánh tay, sở dĩ chọn cánh tay trái mà không phải cánh tay phải, là bởi vì tại bên trong cánh tay trái của hắn, có băng bích hạt tả tí cốt, hiệu quả hấp thu và áp xúc đối với cực hạn băng thiên địa nguyên lực sẽ tốt hơn, vương đồng nhi hai tay che mặt, nàng rất rõ ràng, nếu như vậy, hoắc vũ hạo cũng chỉ có thể động thân thể, đầu cùng cánh tay phải mà thôi giống như là người tứ chi tàn tật mất đi ba chi, tất cả chuyện này cũng là do mình, lúc này cuối cùng cũng không có xảy ra vấn đề nữa, sau khi tất cả khí lưu màu lam toàn bộ rót vào bên trong cánh tay trái của Hoàng Vũ Hạo, cánh tay trái của hắn cũng trở thành màu lam nhạt, mặc dù không có như hai chân nhìn qua khủng bố như vậy, nhưng cũng là bình tĩnh nằm ở trên giường không nhúc nhích, mất đi sức sống, thở dài một hơi, Hoắc Vũ Hạo mệt mỏi mở hai mắt ra, nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung của Vương Đông Nhi cùng Huyền lão, Trang lão, hắn miễn cưỡng mỉm cười, nói, xem này, ta đã thành công, ta nhất định sẽ mau chóng khôi phục, hồn lực vận chuyển toàn thân, ở trong người hoàn thành xong một vòng nhỏ, mặc dù hai chân và cánh tay trái không thể vận hành thành một vòng lớn, nhưng vòng vận chuyển nhỏ này cũng làm cho tu vi của hắn khôi phục được bảy thành. Kinh mạch nơi ngực và bụng vừa mới được chàng lão quán thông cũng đang được hồn lực săn sóc ân cần, dưới sự làm dịu bởi sinh mệnh khí tức của sinh linh kim, khôi phục với tốc độ kinh người, kế tiếp phải làm, chính là đem các kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể đà thông như vậy tu vi cũng có thể khôi phục thêm một ít, thân thể cũng sẽ khá hơn một chút. Trong lúc nói chuyện, tay phải của Hoắc Vũ Hạo ấn lên giường, dãy dụa, Vương Đông Nhi định bước lên phía trước đỡ hắn, thế nhưng hắn lại lắc đầu, vẫn kiên trì dãy dụa tự đứng dậy. Cái này đối với hắn lúc trước mà nói chỉ là một động tác cực kỳ đơn giản, lúc này lại có vẻ cực kỳ gian nan, thân thể từng điểm từng điểm bị khởi động, vết thương lớn chỗ ngực vẫn tồn tại, chỉ là mặt ngoài đã có nhiều hơn một mảng máu. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói: ta nhất định sẽ đại biểu đường môn tham chiến huyền lão tức giận cái tên tiểu tử này thở dài một tiếng xoay người mà đi chàng lão mỉm cười nói nghỉ ngơi cho thật tốt muốn đi dự thi nhất định phải làm cho thân xác khôi phục lại nhớ rõ mỗi ngày nên xoa bóp hai chân xem như không thể động được người cũng phải thôi động thiên địa nguyên lực bên trong tăng cường thân thể hoạt tính may mắn ngươi là cực hạn băng mà không phải cực hạn hỏa nếu không kinh mạch của ngươi sớm đã bị phá hủy cực hạn băng phòng trường còn có hiệu quả giữ tươi bảo hộ trong vòng nửa năm, hai chân của ngươi sẽ không có vấn đề gì quá lớn, qua nửa năm nữa sẽ rất khó nói. Ngươi nhớ kỹ, phổ luận như thế nào cũng không thể để quá một năm, nếu không, sẽ có vấn đề lớn, biết không, vâng, hoác vũ hạo cung kính đáp ứng. Trang lão dặn dò hắn vài câu nữa, cũng đi ra ngoài, lần trị liệu này đối với lão cũng là không nhỏ, loại bệnh án đặc thù như hoác vũ hạo, lão phải nhanh một chút ghi chép lại, chuẩn bị sau này lỡ có xuất hiện cũng có phương án trị liệu. Mặc dù hiện tại ba chi của Hoắc Vũ Hạo không thể động, nhưng lần trị liệu này có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung thành công nguy hiểm tính mạng của hoác vũ hạo rốt cuộc biến mất tiễn trang lão ra ngoài vương đông nhi cẩn thận hỏi thăm những chuyện mình cần phải hầu hạ hoác vũ hạo sau đó mới một lần nữa trở về phòng mới vừa vào đến nàng liền nhịn không được chạy như bay đến trước giường nhau vào trong lồng ngực của hoác vũ hạo hoác vũ hạo dùng cánh tay phải duy nhất có thể động có chút run rẩy nhẹ nhàng ôm eo thon của nàng nhà đầu ngốc mũi xem huynh đây không phải đã khỏe rồi sao mũi nên cao hứng mới đúng chứ không nên khóc cái này cũng là do muội hầu hạ tốt, bất quá, muội gầy đi nhiều rồi chỉ còn da bọc xương, nhất định phải khỏe mạnh lên chứ, như vậy muội mới có thể giúp huynh khôi phục, ừ, ừm ừm, Phương Đông Nhi không ngừng đáp ứng, nước mắt vẫn không ngừng như chân châu chảy ra, Đông Nhi, về chuyện của Phương Thu Nhi, huynh có thể giải thích với muội một chút không? Hoắc Vũ Hạo dò hỏi, có một số việc hắn cảm thấy phải nói cho Đông Nhi biết, thí dụ như chuyện hắn và Vương Thu Nhi cũng có thể tiến hành vũ hồn dung hợp, để tránh về sau lại xuất hiện hiểu lầm. Vương Đông Nhi dùng sức lắc đầu, từ trong lồng ngực của hắn ngồi thẳng lên, khoảng cách gần nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói: "Vũ Hạo, muội không thích nghe giải thích của huynh, cũng không cần huynh giải thích cái gì, về sau, bất cứ việc gì, muội cũng vô điều kiện, trăm phần trăm tin tưởng huynh, huynh đã chứng minh rồi, huynh là người ta yêu nhất ở trên cái thế giới này." Hoắc Vũ Hạo bật cười nói: "Muội nói như vậy, cha mẹ của muội sẽ thương tâm lắm nha." Vương Đông Nhi nói: "Không giống nhau, tình yêu của cha mẹ với tình yêu của huynh, làm sao có thể giống nhau được, với lại qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có trở lại thăm ta. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói sang chuyện khác, được, được, đừng khóc nữa, giúp huynh nằm xuống nghỉ một lát. Vừa rồi toàn bộ quá trình trị liệu hoàn toàn là khảo nghiệm ý chí của hắn, đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã bị thống khổ tra tấn đến điên rồi. Tuy Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ cưỡng bức không thừa nhận, nhưng tinh thần mỏi mệt là không thể tránh khỏi. Ừm, Vương Đông Nhi đáp ứng một tiếng, vội vàng dựa vào hắn, nằm xuống, bắt đầu từ hôm nay, Hoắc Vũ Hạo khôi phục đi vào quỹ đạo dưới sự trợ giúp của Vương Đông Nhi, hắn dùng 3 ngày thời gian mới đem tất cả kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể toàn bộ quán thông, trở về vị trí cũ, sau đó bắt đầu khôi phục thân thể cơ năng, biết được tin tức hắn có thể dự thi, sử lai khắc thất quái năm người kia vui mừng quá đỗi, có hoác vũ hậu cùng Vương Đông Nhi, bọn họ mới thật sự là sử lai khắc thất quái, một cái xe lăn bằng gỗ, hoàn toàn do Hoàng Kim Thụ tạo thành, ở ngày thứ 10, được huyền lão đưa đến trước mặt hoác vũ hậu. Mặc dù sắc mặt của lão vẫn rất không đẹp mắt, thậm chí cũng không còn sắc mặt tốt khi nhìn hoác vũ hạo nhưng đối với sự yêu thương của lão Hoắc vũ hạo hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng khoảng cách đến toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái càng ngày càng gần đường môn phòng nghị sự do bối bối chủ trì sử lai khắc thất quá hết thảy trình diện trừ bầy người bọn họ còn có phụ trách nghiên cứu hồn đạo khí đường môn phó môn chủ hiên tử văn vừa mới gia nhập đường môn không lâu mặc hiên cho đến u linh vũ hồn cận chiến hồn đạo sư nana thêm quý tuyệt trần và kinh tử yên đường môn tất cả cao tầng toàn bộ đều có mặt hiên tử văn gia nhập làm cho đường môn phát triển với tốc độ khủng khiếp nhất là dưới sự ủng hộ của học viện sử lai khắc mỗi khóa học thực tế trong ba ngày của những học viên hồn đạo hệ tất cả đều học ở đường môn đường môn mật thất do hiên tử văn tự mình chỉ đạo trông coi nhà xưởng trong đường môn mật thất đã bắt đầu được kiến tạo quy mô kiến tạo tương đối lớn hoàn toàn phòng theo phương pháp xây dựng minh đức đường đường môn phát triển tốc độ cao khiến cho các loại thiết bị trước mắt đã không theo kịp tiết tấu nữa rồi, mà địa phương cũng nhỏ. Sau khi trải qua đề nghị của Hiên Tử Văn, sự thương lượng của Sử Lai Khắc thất quái, cộng thêm học viện Sử Lai Khắc cùng nhau trao đổi, cuối cùng quyết định khởi động xây dựng một nhà xưởng chế luyện hồn đạo khí cực lớn. Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ mặc dù xây dựng thêm rồi, nhưng trong đó dù sao chủ yếu cũng là do giáo sư cùng đệ tử làm chủ, rất nhiều chuyện hoàn toàn không có biện pháp để bảo mật, một ít cao cấp hồn đạo khí càng không thể sản xuất ở nơi đó sau khi trải qua hội nghị của hải thần các học viện sử lai Khắc quyết định toàn lực trợ giúp đường môn bí mật hoàn thành kiến tạo nhà xưởng này dù sao đường môn cũng là ở bên trong sử lai khắc thành nhà xưởng đối với tương lai phát triển của học viện sử lai khắc cũng có tác dụng rất trọng yếu sau vài lần thương thảo học viện sử lai khắc sẽ bỏ vốn cùng với nhân lực vật lực toàn diện phụ trợ đường môn kiến tạo nhà xưởng dưới đất nhưng đồng dạng học viện sử lai khắc cũng sẽ chiếm cứ 49% cổ phần buôn bán của đường môn nói cách khác tất cả tiền lời trong tương lai của đường môn có 49% thuộc về học viện Sử Lai khác, nhưng quyền lựa chọn vẫn thuộc về Đường Môn, đương nhiên là cổ đông lớn nhất của Đường Môn, khi Đường Môn có bất kỳ trọng yếu sự việc muốn quyết định, phải phái người thông báo cho học viện Sử Lai khác. Đồng thời, Đường Môn cũng sẽ có một người dự thính hội nghị của Hải Thần Các, nguyên bản bối bối vốn định nhân cơ hội này, khôi phục thân phận thành viên tại Hải Thần Các của Hoắc Vũ Hạo, nhưng bị Hoắc Vũ Hạo nháy mắt ra hiệu, lặng yên cự tuyệt, hắn cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tin tưởng bằng vào năng lực của mình lại lần nữa có thể trở về hải thần các hội nghị còn cái ghế của đường môn cũng tương đương với việc có thêm một người đi vào hải thần các hội nghị tương lai đường môn sẽ có hai người tại hải thần các chẳng phải là tốt hơn sao cuối cùng vẫn là bối bối ngồi vào ghế này tham dự hải thần các hội nghị đường môn cùng học viện sử lai khác cũng nhờ loại khẩn mật phương thức này kết hợp lại với nhau công trình nhà xưởng dưới đất tương đối lớn lúc trước minh đức đường kiến tạo phải dùng 10 năm mới toàn diện hoàn thành nhà xưởng dưới đất của đường môn nếu như dùng thập năm để kiến tạo thì quá lâu rồi sau đó, tiềm năng cường đại của học viện Sử Lai Khắc khiến cho Hiên Tử Văn cũng bị chấn kinh được thể hiện ra, bên phía học viện Sử Lai Khắc, phái tới mấy đội ngũ hơn 20 người phụ trợ kiến tạo, có hơn 20 người này gia nhập, Hiên Tử Văn đã khiếp sợ hết hồn, hắn cũng là lần đầu tiên nhận thức được, hồn đạo sư cùng hồn sư tranh lệch khổng lồ là ở tại phương diện nào, học viện Sử Lai Khắc phái tới hơn 20 người này, là do Huyền lão tự mình dẫn đội, toàn bộ là vũ hồn thuộc tính thủy và thổ, ngay sau đó, huyền lão khiến cho hiên tử văn thấy được sự kinh khủng của thao thiết thần ngưu chỉ dùng thời gian một ngày một cái huyệt động khổng lồ đã được huyền lão dùng thực lực cường đại của mình đào móc ra mà không có bất kỳ dư thừa đất nào bị tống xuất ra tất cả bùn đất đều bị lão dùng hồn lực mạnh mẽ vô cùng toàn bộ áp xúc tại vách động đem huyệt động khổng lồ này ra cố vững như thành đồng vách tường cứng như tinh cương phải biết đào khoát huyệt động là công trình khó khăn nhất lúc trước khi kiến tạo minh đức đường chẳng những phải lo lắng các loại tình huống dưới đất mà vì thời gian cũng không vội nên tất cả là do thợ thủ công bình thường tiến hành chỉ riêng đào móc cũng dùng hết nửa năm cộng thêm gia cố toàn bộ cấu tạo hoàn thành phải dùng hơn một năm mà những công việc này huyền lão dùng có một ngày sau đó huyền lão đem những thổ hệ hồn sư để lại cho hiên tử văn bản thân uống rượu phiêu nhiên bay mất trong số các hồn sư có vũ hồn thuộc tính thổ có ba vị phòng hào đấu la sáu vị hồn đấu la còn lại tu vi thấp nhất cũng là hồn đế có lão sư có nội viện đệ tử có sự gia nhập của bọn họ chỉ dùng 20 ngày, toàn thân cấu tạo nhà xưởng dưới đất của Đường Môn đã hoàn thành, kể cả hệ thống thông gió, hệ thống nước, toàn bộ kiến tạo thành công, đi vào quá trình thử chế luyện hồn đạo khí, kế tiếp công việc phức tạp hơn nhiều, mấu chốt là kiến tạo các loại hồn đạo khí, đây cũng là một cái công trình khổng lồ, nhưng toàn thân kết cấu đã hoàn thành, nên chỉ cần một đám người đến phụ trợ chế tạo hồn đạo khí, nhà xưởng dưới đất liền có thể bắt đầu vận hành. Mấy người phụ trợ chế luyện hồn đạo khí trong hậu viện của Đường Môn, toàn bộ bị rơi xuống dưới đất, trong lúc Hiên Tử Văn chuẩn bị bắt đầu dựa vào trí nhớ vẽ lại bản vẽ của các loại phụ trợ hồn đạo khí, thân thể của Hoắc Vũ Hạo cũng khỏe hơn nhiều rồi, liền đi tới trước mặt lão, đem một chồng lớn bản vẽ đặt ở trước mặt Hiên lão sư. Hiên Tử Văn mặc dù là nghiên cứu viên của Minh Đức Đường, nhưng hắn cũng không có khả năng biết tất cả bản vẽ của hồn đạo khí, dù sao, mỗi một kiện hồn đạo khí tinh vi đều phải cần thời gian dài thiết kế cùng thực nghiệm mới có thể hoàn thành. Dựa theo kế hoạch của lão, đối với việc khai phá cùng chế luyện những thứ phụ trợ hồn đạo khí này, cho dù là hắn, cũng phải dùng 3 đến 5 năm để hoàn thành. Đây là dưới tình huống hắn tự nhận là nhớ rõ vượt qua một phần ba bản vẽ của phụ trợ hồn đạo khí, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại cho hắn một phần kinh hỉ thật lớn, khi hắn nhìn thấy từng tấm bản vẽ vô cùng tưởng tượng kia, nhìn thấy cơ hồ tất cả phụ trợ hồn đạo khí cũng đều xuất hiện, vị tuyệt đỉnh thông minh cấp 8 hồn đạo sư này đưa cho Hoắc Vũ Hạo một bộ mặt dương mắt mà nhìn, đồng thời cũng đưa cho Hoắc Vũ Hạo một câu, "Ta rốt cuộc biết tiểu tử nhà ngươi đi trao đổi học tập để làm gì?" Dưới sự trợ giúp cực kỳ hữu dụng Hiên Tử Văn khẳng định, trong vòng một năm, hắn sẽ toàn diện vận chuyển nhà xưởng dưới đất, nhiều nhất ba năm, sẽ đạt tới tiêu chuẩn như Minh Đức được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ vật liệu bổ sung, Hoắc Vũ Hạo đem tất cả kim loại quý hiếm mà bản thân mang về đều cho Hiên Tử Văn. Cùng lúc đó, tài phú khổng lồ của Sử Lai Khắc Thành cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Đối với nhà xưởng dưới đất của Đường Môn, Học viện Sử Lai Khắc không chế được mấy đại thương hội bên trong Sử Lai Khắc Thành, không hề giữ lại đổ tài lực vào đại lượng kim loại quý hiếm không ngừng từ khắp nơi trên đại lục được thu mua, kế tiếp mấy tháng, giá cả của các kim loại quý hiếm tăng lên 10%. Đương nhiên những thứ này để nói sau, ít nhất sử lai khắc thất quái cũng không có thời gian quan tâm những chuyện này, bởi vì bọn họ phải lập tức xuất trinh mà hội nghị trước mắt, cũng là một lần hội nghị cuối cùng của bọn hắn trước trận đấu. Bồi bối bồ nói, hiền lão sư, nhà xưởng dưới đất của chúng ta đành phải nhờ ngài. Ừm, um, hiền tử văn đáp ứng một tiếng, lại là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì an vị tại bên cạnh hắn, hoắc vũ hạo rõ ràng nhìn thấy, trong ánh mắt của hiên lão sư tràn đầy màu nhiệt huyết, đáy mắt thậm chí còn có tơ máu, đúc lại một cái minh đức đường do hắn làm chủ. Lúc trước, đề nghị này vừa mới nói ra, hiên tử văn đã hưng phấn nhảy dựng lên, đối với một hồn đạo sư, còn có cái gì trọng yếu hơn có được hoàn cảnh tốt nhất đi chế luyện hồn đạo khí. Vì thế, hắn thậm chí đáp ứng mỗi một khóa đi học viện sử lai khắc hồn đạo hệ giảng một lớp, lúc này hắn không chừng lại đang suy nghĩ phương án gì để chế luyện hồn đạo khí đây bối bối nói, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, chúng ta bảy người cộng thêm Nana, tổng cộng tám người, Quý Huynh, Mạc Huynh, Tử Yên Tỷ, các ngươi lưu lại đường môn, chúng ta đem một đám ra các thần nỗ pháo trang bị ở trên sử lai các thành, ngoại trừ định trang hồn đạo đạn pháo ở bên ngoài, việc chế luyện những hồn đạo khí khác toàn bộ tạm dừng lại, nhường đường cho việc kiến tạo nhà xưởng dưới đất, ít nhất nửa tháng, lâu thì hai tháng, chúng ta sẽ trở về, trong nhà, xin nhờ các vị, không được, bối bối vừa nói xong lập tức liền có tiếng phản đối xuất hiện nói chuyện còn không phải là kinh tử yên sao tử yên tỷ ngươi có vấn đề gì bôi bối dò hỏi kinh tử yên nhìn thoáng qua quý tuyệt trần bên cạnh nói đại tái chúng ta cũng phải đi bôi bối lặng đi một chút nói nhưng mà tuổi của các ngươi không phải đã vượt qua rồi sao kinh tử yên cùng quý tuyệt trần đều đã qua 20 tuổi vượt qua tuổi dự thi kinh tử yên hưởng một tiếng nói vượt qua thì sao chứ ngược lại ở nơi đó sẽ có đại lượng hồn sư tụ tập mà chúng ta cũng quen thuộc minh đô đi theo có thể giúp các ngươi tố chút cũng có thể bảo hộ các ngươi Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nở nụ cười, bảo hộ chúng ta, ta xem, hai người các ngươi vốn định đi gây chuyện thì có, hắn hiểu rất rõ hai vị này, hai vị này nếu tới Minh Đô rồi, không thể nghi ngờ, nhất định là đi khắp nơi tìm người thiêu chiến, để ma luyện tu vi của bản thân, kinh tử yên đỏ mặt lên, nói, đúng thì sao chứ, cơ hội tốt như vậy, dù sao chúng ta cũng không thể bỏ qua, mà, ngươi xem, ngươi cũng như vậy rồi, cũng cần có người giúp ngươi đẩy xe lăn và vân vân chứ, đúng không, ừm, ta đẩy. Quý Tuyệt Trần nói chuyện vẫn đơn giản như vậy, nhưng ánh mắt chấp nhất trong mắt hắn lại nói cho mọi người quyết tâm của hắn. Hai cái vị này thật sự làm bối bối có chút đau đầu, từ sau khi họ gia nhập đường môn, bọn họ không có thời gian nhàn rỗi, không phải người này thiếu chiến, sẽ phải cùng người kia đánh một hồi, biến thành mọi người đều sợ bọn hắn, nhất là Quý Tuyệt Trần, kiếm ý kia luyện được càng ngày càng mạnh, cho dù là bối bối, từ tam thạch, hiện tại cùng hắn chiến đấu, dưới tình huống thuần túy cũng rất khó thắng hắn, hoặc vũ họng ngược lại một chút cũng không sợ hai vị này. Hiện tại tình huống của hắn, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên cuối cùng cũng không có biện pháp tìm hắn khiêu chiến. Hoặc Vũ Hạo nhìn bối bối, bối bối hơi suy tư, sau đó nói, được rồi, nhị vị cũng theo chúng ta cùng đi đi. Bất quá, có mấy lời ta muốn nói trước, nhị vị cùng đi, cũng không thể thực sự chỉ cố gắng tìm người khiêu chiến. Ta hy vọng các người có thể gánh vác trách nhiệm thủ hộ Vũ Hạo. Trạng thái thân thể của Vũ Hạo hiện giờ hạn chế rất lớn, còn phải làm phiền các người bảo vệ hắn. Quý Tuyệt Trần gật đầu, Kinh Tử Yên cũng gật đầu. Bối bối tại thời gian ngắn ngủi đã hiểu rõ được, hai kẻ giờ hơi này nếu lưu lại, không ai cùng bọn họ chiến đấu, nói không chừng sẽ chạy tới học viện giảng co, cũng như việc lưu lại hai cái bom hẹn giờ, thôi thì đem bọn họ mang đi luôn, nhưng mà đường một lần này dự thi, cũng không có người dẫn đội, chỉ có bản thân bọn họ đi thôi, học viện sử lai khắc cũng không phái cường giả hộ tống, nhiều nhất chỉ là học viện sử lai khắc dẫn đội, tất lão, âm thầm bảo hộ bọn họ một chút, có thêm quý tuyệt trần cùng kinh tử yên, đoàn đội toàn thân thực lực lại tăng lên chỉ cần không gặp được cường giả cấp bậc phong hào đấu la tự bảo vệ mình cũng không là vấn đề lớn sử lai khắc học viện hải thần đảo nội viện oanh kim quang quét ngang tựa như cự long trở mình đem đái hoa bân ngang nhiên bắn ra vương thu nhi thu hoàng kim long thương trong tay về ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn nói chỉ bằng loại trạng thái này của ngươi còn một thằng hoác vũ hậu sao hoác vũ hậu cho dù chỉ còn một bàn tay cũng có thể thu thập ngươi đái hoa bân cắn chặt răng đứng lên từ trên mặt đất nhưng trong mắt không có tức giận chỉ có chấp nhất hét lớn một tiếng đánh lại